hứa mặc ngươi lòng lăng dạ sói có ý đồ mưu phản còn không mau nhận tội thì ra là vậy phong linh tán trong người ta cũng do ngươi hạ để ta nghĩ xem chắc là trong ly rượu hôm qua ta uống nhỉ tại sao công cao át chủ tố cáo đại thần ngươi còn hỏi trẫm tại sao niệm tình ngươi từng có công với đại viêm hôm nay trẫm sẽ đích thân tiễn ngươi một đoạn đây là thanh thủy kiếm năm xưa ta tặng ngươi hứa mặc nghĩ lại trước kia đã từng bảo vệ hoàng thượng nhưng không ngờ lại có ngày bị nó dùng kiếm chỉ vào người như thế này là trẫm có lỗi với ngươi sau khi ngươi chết chấm sẽ chôn ngươi trong hoàng lăng hàng năm thờ cúng ngươi dứt lời hoàng thượng liền rút kiếm ra đâm hứa mặc trước mặt các đại thần cũng không có gì đáng để lưu luyến nữa đã đến lúc kích hoạt thiên kinh luân hồi sau khi xuyên thành vương hầu phản diện trong tiểu thuyết để thay đổi số phận bị giết ta đã dành hết tất cả cơ duyên của nam chính dốc lòng nuôi nấng nữ chính lưu nhược tuyết thành lập triều đại mới biến cô ta thành nữ đế ta cứ tưởng đã làm rất tốt nhưng không ngờ vẫn không thay đổi được số phận bia đỡ đạn của mình hiện tại mọi thứ đã sớm trở về thời điểm xuất phát Ta sẽ không bước lên vết xe đổ của kiếp trước nữa, từ ấu viện là nơi lần đầu ta gặp được Lưu Nhược Tuyết, hóa ra là thời điểm này. Hiện tại Lưu Nhược Tuyết vẫn còn là một cô nhi yếu đuối không nơi nương tựa, tiếc là kiếp này ta sẽ không nuôi kẻ ăn cháo đá bát nữa, chấm đã quay về quá khứ. Nhược Tuyết nhớ lại trước kia, Bệ hạ, vương triều đã bị liên quân công đánh, vì sự an toàn của người, tạm thời rời khỏi đây sẽ tốt hơn, phải đó bệ hạ chỉ cần còn Thanh Sơn, làm gì còn có Thanh Sơn nào? Ta chỉ là đang đợi một người thôi, bệ hạ đang đợi ai? đúng lúc này thì cánh cửa đột nhiên vỡ tung sau đó xuất hiện một cô nương là ma nữ bệ hạ người mau đi đi chúng thần sẽ cản ả à ta lại các vị quan lại liền bị ả à ma nữ lấy đầu trong tích tắc quả nhiên ngươi đã đến chiêu dương không ngờ đến đúng không năm đó ở từ ấu viện sau khi tỷ bị hứa mặc dẫn đi tận hưởng vinh hoa phú quý trở thành nữ đế một chiều còn ta chỉ có thể dành đồ ăn với chó hoang cố gắng sống sót trải qua hết thăng trầm đời người dù là như thế nhưng tỷ vẫn thu ta tỷ có biết là tại sao không tại sao thì thua vì đã giết chết Hứa Mặc. Cái gì? Ngày nào Hứa Mặc còn sống thì ngày đó ta sẽ không thể bước vào vương triều Đại Viêm dù chỉ nửa bước. Vậy thì đã sao? Chưa kịp nói xong thì Triệu Vương liền đâm nhược Tuyết một nhát kiếm, bị quyền lực mê hoặc, giết chết Hứa Mặc còn không biết hối cải, kẻ ngu ngốc như ngươi cũng xứng làm nữ đế ư? Lúc này Nhược Tuyết liền nghĩ trong đầu, ta đã sai rồi sao? Nếu như được quay về quá khứ. Trở lại thực tại, Nhược Tuyết lúc này không hiểu có chuyện gì xảy ra, sao có thể, ngươi không sao chứ? Không sao. Vậy thì mau thay đồ mới đi, quý nhân sắp đến chọn chúng ta rồi đó, quý nhân chọn. Không sai kiếp trước chính vào thời điểm này ta đã được hứa mặc xem trọng và đưa đi, mọi chuyện vẫn còn kịp, ta sắp được gặp lại hứa mặc rồi, lần này ta nhất định sẽ bám lấy ngươi không buông tay. Ở tiền viện Chiêu Dương cũng xuất hiện, Chiêu Dương đừng có ở đây làm mất mặt bọn ta, cút ra hậu viện đi, đây là chuyện mà ngươi có thể mơ tưởng đến à. Ta sẽ đứng ở trong góc, sẽ không làm phiền đến quý nhân đâu, ta cũng muốn được gặp quý nhân một lần, hầu ra, tiểu nhân đã đưa tất cả trẻ em mà ngài nhắc tới đến đây rồi mời ngài hứa mặc lúc này nhìn vào nhược tuyết và chiêu dương với suy nghĩ trong đầu lưu nhược tuyết kiếp này ta và ngươi sẽ không còn dính líu gì đến nhau nữa hứa mặc quả nhiên ngươi đã đến hầu ra chúng tiểu nhân đã tra hết lai lịch của mấy đứa trẻ mà bọn ta nhận nuôi rồi đa số có trình độ cao hơn người thường bất kể nhận nuôi cho làm nô bộc hay là huấn luyện trở thành tử thị đều rất thích hợp đúng rồi hầu ra trong đây có một đứa bé căn cốt cực tốt có tố chất cực phẩm chính là đứa bé đó vừa nói hắn vừa chỉ vào cô bé tóc đỏ nhược tuyết chỉ là giá của cô bé này hơi cao một chút tiền chỉ là chuyện nhỏ nhưng sau đó hứa mặc chợt nhìn thấy một cô bé có cảm giác gì đó rất quen thuộc hắn liền chỉ về phía chiêu dương hỏi cô bé đó thì sao ý ngài là chiêu dương nó là mặt hàng kém nhất của bọn ta căn cước không được tuổi lại lớn chiêu dương cút ra ngoài đừng ở đây làm bẩn mắt của quý nhân quả nhiên là cô ta nếu lần này mình đưa cô ta đi thì chuyện gì sẽ xảy ra đang mải suy nghĩ thì cô bé chiêu dương rơi nước mắt ngước lên rồi chạy tới bên chỗ hứa mặc khóc một cách rất thảm thiết công tử ngài có thể đưa ta ra khỏi đây không chiêu dương nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa cả đời tên đó liền túm tóc cô bé lại quát to hỗn láo rồi đẩy cô bé xuống đất chiêu dương lúc này vẫn cố gắng bỏ tới công tử đưa ta đi đi công tử ngươi muốn ta đưa ngươi đi ạ à, lúc nãy ngươi nói nguyện vì ta làm trâu làm ngựa chỉ cần công tử đưa ta đi chiêu dương bằng lòng cống hiến tất cả vì công tử lúc này nhược tuyết đơ người ra không hiểu chuyện này là sao, sao lại như vậy, tình tiết không nên là thế này, người được đưa đi nên là ta mới đúng, không đúng, nhất định đã xảy ra vấn đề gì đó, không được, người được chọn phải là ta, tên này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy. Nhược tuyết dốc sức chọn lựa không cần mà đi chọn chiêu dương kém cỏi nhất, hắn liền hỏi lại đại nhân ngài chỉ cần đứa bé này thôi sao, có vấn đề gì à? Ngài xem ở đây có nhiều đứa bé như vậy, còn có nhược tuyết căn cốt bất phàm, hay là, ngươi đang muốn chi phối quyết định của ta à? tiểu nhân không dám tiểu nhân không dám lúc này nhược tuyết cũng chỉ đành chạy lên níu kéo hứa mặc xin ngài hãy đưa ta đi cùng nha đầu chết tiệt chạy đi đâu vậy hỗn lão hết đứa này tới đứa khác hầu ra là người mà các ngươi có thể tùy tiện đụng vào à hứa mặc lúc này quay lại cầm tay cô khoan đã nhược tuyết tưởng rằng hầu ra sẽ chọn mình nhưng chưa kịp vui mừng thì đã bị hầu ra hất tay ra lưu nhược tuyết ta và ngươi trăm năm chung sống cuối cùng chỉ như dã tràng xe cát biển đông ta chỉ cần một mình cô bé này là đủ rồi sao lại như vậy hứa hầu ra đợi đã. Nếu ngài chỉ đưa một mình chiêu dương đi thì phải trả hai 000 linh thạch hạ đẳng hoặc 200 linh thạch trung đẳng cũng được. Ngươi muốn ta đưa linh thạch cho ngươi, hầu ra ý ngài là sao? Nếu ta không trả thì ngươi sẽ làm gì? Vậy hôm nay hầu ra muốn rời khỏi đây, không có dễ như vậy đâu, dứt lời hắn liền cho người ra ám sát hứa mặc. Vậy thì để ta xem ngươi có thể làm gì ta, ngay lập tức hai tên bịt mặt bị người của hứa mặc giết chết, các ngươi cùng nhau xông lên, không xử hết bọn chúng thì chúng ta sẽ phải chết. Vương lão giao cho ông đó, mấy tên sát thủ lần lượt bị vương lão giết sạch tha cho ta hứa hầu ra ta đưa linh thạch cho ngài đưa bảo vật cho ngài ngài muốn gì ta cũng đưa ngài nếu hắn đã muốn nha đầu đó thì chỉ có thể bắt nó làm con tin thôi vừa nghĩ xong thì hắn liền đưa tay ra bắt chiêu dương nhưng ngay sau đó cánh tay liền bị đứt làm đôi từ nay trở đi ngoài ta ra không ai được phép lấy mạng của ngươi dứt lời hứa mặc đưa ra một thanh kiếm rồi nói chiêu dương hãy đích thân giết chết hắn bình thường hắn hay ức hiếp ngươi lắm đúng không chiêu dương nhớ lại ngươi đúng là phế vật Ông đây kêu mang ngươi là để ngươi ăn nhiều như vậy à, con miệng nó phế vật mà ăn còn nhiều hơn người khác. Chỉ là một phế vật mà thấy ta dám không quỳ xuống, ngươi tưởng ngươi là công chúa thật à, đứng trước thanh kiếm chiêu dương run run, hứa mặc nói tiếp, hắn câu kết với thương nhân giàu. Buôn bán trẻ em, làm đủ chuyện xấu, từng ức hiếp ngươi, bây giờ để ngươi kết liễu mạng sống của hắn như vậy là hợp tình hợp lý. Lúc này chiêu dương cũng không còn run sợ mà rút thanh kiếm lên, tên buôn người liền van xin hãy tha cho ta, chiêu dương ngươi không thể giết ta. Năm đó ta đã cứu ngươi ở nơi hẻo lánh, nếu không có ta thì ngươi đã chết từ lâu rồi, ngươi là đồ sao chổi, đồ đê tiện, khi xưa ta không nên cứu ngươi. Nên để ngươi chết ở nơi hẻo lánh, ngươi mà dám giết ta, ông đây có làm ma cũng không tha cho ngươi, Chiêu Dương giết ta đi. Đừng hành hạ ta nữa, Chiêu Dương lúc này dùng kiếm đâm hắn liên hồi, được rồi hắn đã chết rồi, tuân mệnh công tử. Sau này hãy đi theo ta, kẻ nào dám ức hiếp ngươi đều phải chết, công tử những cô nhi này phải xử lý thế nào, sai người cho bọn nó một số tiền để bọn nó tự sinh tự diệt. Lúc này nhược tuyết cũng chạy theo, không được, không thể ở lại nơi này nữa, bất kể ra sao cứ tìm nơi nào đó nâng cấp tu vi trước rồi tính sau. Sau khi dẫn theo chiêu dương, lúc này hứa mặc hỏi cô bé đã đói chưa, ta ta không đói, nhưng bụng của cô bé lại không như vậy. Tiếng ọc ọc phát ra từ bụng cô bé đã nói lên tất cả, ta ta có hơi đói, ăn cái này trước đi, trước mặt chiêu dương là một bàn đồ ăn thơm ngon. Đây đây là, còn ngây ra đó làm gì? cô bé liền ăn một cách ngấu nghiến ăn từ từ thôi khi nãy ở cô nhi viện ta đã nói rồi muốn đi theo ta thì phải để ta đặt cấm chế trong cơ thể ngươi một khi cấm chế được đặt ra thì ngươi mãi mãi không được làm trái lệnh ta cũng không thể làm hại ta bằng không ngươi sẽ bị hồn phi phách tán nhưng ta sẽ cho ngươi một cơ hội lựa chọn bây giờ ngươi bỏ đi ta sẽ không trách ngươi công tử xem ta là hạng người gì ta đã quyết định thì tuyệt đối không hối hận được ngươi hãy thả lỏng đừng phản kháng một lát sau cấm chế đã được đặt ra với chiêu dương nào bây giờ thử đấm ta xem nào hả ta nói đấm ta một cái sau khi đấm vào người hứa mặc thì cô bé cũng cảm giác thấy đau giống như hứa mặc đây chính là hiệu ứng của cấm chế sau này mà ngươi muốn làm hại ta thì hậu quả không phải đơn giản vậy đâu chiêu dương tuyệt đối sẽ không phản bội công tử công tử chúng ta về đến phủ rồi vương lão sắp xếp cho cô bé một căn phòng sẵn tiện bảo người dẫn cô bé đi tắm luôn ta còn vài việc cần phải xử lý tối ta sẽ về chiêu dương cô nương xin hãy đi theo ta sau này đây sẽ là phòng của cô với thân phận của ta ở căn phòng tốt thế này không thích hợp cho lắm nghĩ rồi chiêu dương chạy đi không cần đâu ta ta vẫn nên ngủ ở chỗ chùa ngựa thì hơn cô nương cô làm gì vậy ta à, ta vẫn nên ở trong chùa ngựa thì hơn cô là người mà hầu gia đích thân chọn sao có thể ở chùa ngựa được nhưng mà lát nữa sẽ có thị nữ đến tắm và thay đồ cho cô giờ ta sẽ đi dặn dò nhà bếp nấu cơm cho cô công tử ngài đối xử với ta tốt quá chiêu dương phải làm gì để trả ơn ngài đây quay qua phía hứa mặc Tính sơ qua thời gian có lẽ món đồ đó vẫn chưa bị lấy đi, ông chủ miếng ngọc bội này của ông vừa nát vừa nhỏ. Nhiều nhất 30 linh thạch không thể hơn nữa đâu, 30 linh thạch sao, không được không được, ngay cả tiền vốn cũng chưa đủ. Ít nhất cũng phải 50 linh thạch, 30 được rồi, 30 thì ta lấy, không bán, lúc này hứa mặc đi tới ra giá 100 linh thạch. Ta sẽ lấy miếng ngọc bội này, 100 linh thạch sao, ngươi cảm thấy cái giá này quá thấp à, hứa hầu ra. Hầu ra à, thật ra miếng ngọc bội này là vật gia truyền của ta, vật gia truyền mà chỉ bán 50 linh thạch. Thôi được rồi nếu hầu gia đã muốn mua như vậy thì 100 linh thạch, khoan đã, ta muốn mua miếng ngọc bội này trước mà. Ông không thể, không để cậu bé nói xong hứa mặc liền giật lấy miếng ngọc bội, xem ra ta vẫn đến trước ngươi một bước lâm nghiệp, lâm nghiệp từng là nam chính trong tiểu thuyết. Vốn dĩ là cô nhi lưu lạc tứ phương lại có thể chất tìm linh hiếm có, trùng hợp tìm được một miếng ngọc bội thượng cổ, bước vào con đường tu tiên, xoay chuyển cuộc đời. Hy vọng tương lai chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa, đáng ghét tên hầu ra đó rốt cuộc là ai trong miếng ngọc bội đó có chứa linh quang mà trước nay mình chưa từng thấy thứ quý giá như thế đúng là đáng chết mà sẽ có một ngày ta sẽ khiến ngươi hối hận vì hành vi hôm nay đây là linh vật xuất thế không hình như không phải lẽ nào ngoài miếng ngọc bội đó ra thì ở đây còn có cơ duyên khác lớn hơn sau khi lấy được miếng ngọc bội hứa mặc liền đưa nó ra lúc này hai luồng khs xanh vàng quấn lấy nhau quả nhiên là nơi này tiên lục vân linh và chìa khóa vân linh khi vào bí cảnh vân linh sẽ đến được thiên giới bí cảnh vân linh là bí cảnh mà một vị tiên cổ xưa để lại nó chứa đựng vô số cơ duyên nghe nói bảo vật mà các vị tiên cổ xưa để lại cũng bị phong ấn trong đó chiếc vòng này chính là chìa khóa để mở bí cảnh vân linh trong truyền thuyết kiếp này vận mệnh của ta sẽ do ta định đoạt hầu ra ngài đã về rồi à ta đã sắp xếp cho cô bé mà ngài dẫn về ở căn phòng thứ ba trong trái nhà phía đông cơm nước đã chuẩn bị xong rồi có cần ta dẫn cô bé qua đây không không cần đâu ta sẽ đích thân đi qua đó căn phòng thứ ba hình như là căn này. Trước lúc hứa mặc tới, Chiêu Dương được hai thị nữ giúp tắm rửa nhưng vì ngại ngùng nên cô cho hai thị nữ lui xuống trước. Đây cũng là lần đầu cô bé được tắm thoải mái như vậy. Đúng lúc này thì Hầu Gia đi tới, nghe thấy tiếng mọi người chào Hầu Gia Chiêu Dương giật mình, là Hầu Gia, y y phục đâu rồi, lúc này hứa mặc đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức Chiêu Dương nhấn mình xuống dưới bồn nước tắm, công tử sao ngài lại tới đây, là do ta quá đường đột, sau khi mặc quần áo Chiêu Dương bước ra với vẻ thẹn thùng xin lỗi đã để công tử đợi lâu bộ đồ này rất hợp với ngươi tạ ơn công tử khen ngợi sau khi ăn cơm xong ta có đồ muốn cho ngươi xem bước vào thấy bản đồ ăn thịnh soạn chiêu dương hai mắt sáng lên còn ngây ra đó làm gì những món này đều là của ngươi hết đó không trần trừ chiêu dương liền ăn một cách rất ngon miệng a à, ta no rồi thấy chiêu dương chén hết số đồ ăn mọi người đều kinh ngạc ngươi chắc chắn là đã ăn no rồi sao no no rồi công tử ta bình thường không ăn nhiều vậy đâu thông báo nhà bếp sau này mỗi ngày đều nấu theo lượng thức ăn hôm nay, ăn no rồi thì đi theo ta. Hứa mặc dẫn cô bé đến một căn phòng rồi đưa cho Chiêu Dương một cuốn sách. Đây là thứ gì vậy ạ? À? Đây chính là thứ mà ta muốn cho ngươi xem, cuốn sách tiên lục linh vân. Ngươi thử tu luyện công pháp này xem sao, ma nữ coi trời bằng vung của trước kia nay lại tu luyện công pháp mạnh mẽ như thế này, sau này sẽ xảy ra chuyện gì đây, chuyển cảnh. Ôi thật xui xẻo mà, sớm biết vậy thì đã xem kỹ hơn rồi, nói không chừng sẽ phát hiện ra chỗ bất phàm của miếng ngọc bội đó thật đáng ghét lạ quá đáng lẽ phải là ở đây chứ a à ta không phải nói ngài đâu có vẻ đây là luồng khí cuối cùng còn sót lại xin hỏi đạo hữu có từng nhìn thấy miếng ngọc bội trên tranh không hắn ta nhìn vào tấm ngọc bội mà tiếc nuối cùng lúc đó phía bên hứa mặc lúc này đang giúp chiêu dương tu luyện công pháp bây giờ ngươi thử hấp thụ linh khí đất trời vào cơ thể xem sao vừa thử thì đã bị phun máu ra mau đi gọi trương đại phu đến đây về phía cậu bé Lâm Nghiệp khi này cậu tìm đến nơi thì thấy Nhược Tuyết, trẻ con sao? Lẽ nào cô bé này mới chính là cơ duyên lớn nhất của ta? Lúc này thì Nhược Tuyết cũng phát hiện ra có người ngoài cửa nên vội đi đến uy hiếp, ngươi là ai? Ta ta tên Lâm Nghiệp, không cha không mẹ, sống xa quê từ nhỏ, năm nay ta 15 tuổi. Lâm Nghiệp, đợi đã, có khi nào là ta nhớ kiếp trước có vị đại thần từng đến tiến cử một đệ tử phái Thanh Vân tên Lâm Nghiệp, nói rằng trên người hắn có cơ duyên lớn, có thể giúp ta tìm được bảo vật trong thiên hạ? nhưng khi đó đã bị hứa mặc từ chối. Lẽ nào từ lâu hắn đã biết thân phận của Lâm Nghiệp, nếu kiếp này có sự giúp đỡ của hắn, chỉ cần tìm được bảo vật là có thể nhanh chóng gia tăng tu vi. Lúc này cô thả Lâm Nghiệp ra rồi hỏi, ngươi có bằng lòng làm bạn đồng hành đi cùng ta trong một khoảng thời gian không, ta cầu còn không được ấy chứ, cảnh chuyển đến phòng của Chiêu Dương. Đại phu sau khi thăm khám thì nói, tuy cô bé này sở hữu thiên linh huyền thể nhưng thể chất hư hàn dẫn đến khiếm khuyết linh thể, đây cũng là lý do khiến cô bé ăn vô độ. Ý của ông là cô bé không thích hợp để tu luyện. Lão phu có thể kê một đơn thuốc giúp cô bé điều hòa khiếm khuyết của cơ thể, nhưng trong quá trình tu luyện sau này, cô bé sẽ phải chịu sự đau đớn đến cùng cực. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ trị mặt ngoài mà không trị tận gốc. Trừ phi, trừ phi thế nào? Trừ phi hầu gia có thể tìm được tiên thảo thượng cổ, ngọc cơ băng cốt thảo, đa tạ trưởng phu. Ông cứ đi làm việc của ông đi. Ngươi đã nghe thấy hết rồi nhỉ, công tử? Triều Dương nhất định sẽ cố gắng tu hành. Ngươi sẽ phải chịu nỗi đau thấu xương đấy ta không sợ đau, chỉ cần có thể giúp được công tử. Hy vọng ngươi sẽ giữ lời hứa, sáng mai ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, phấn hoa trong túi hương này có thể làm giảm cơn đau của ngươi, cảm ơn công tử. Sau khi nhận được túi thơm chiêu dương rất vui vẻ, tối đến cô cứ cầm túi thơm ngắm nghía rồi cười một mình, đây là túi hương mà công tử tặng cho ta, không được, không thể lãng phí thời gian được, chiêu dương quyết tâm ngồi dậy tu luyện, đây chính là nỗi đau mà công tử nhắc đến sao, ta nhất định phải kiên trì sáng ngày hôm sau lúc này hứa mặc đã đến chỗ chiêu dương cô bé lúc này đang ăn một cách rất vội vàng công tử ta ăn sắp xong rồi không sao đợi ngươi ăn xong rồi chúng ta xuất phát a no quá nắm chặt vào đừng để nôn ra dứt lời hứa mặc liền bay đi đến dãy núi ngọc long đến rồi sau trong dãy núi này có một bí cảnh trong bí cảnh có ngọc cơ băng cốt thảo chúng ta đi thôi đột nhiên chiêu dương nghe thấy tiếng gừ gừ liền hỏi đây là tiếng gì vậy chưa kịp phản ứng thì một con hổ to lớn lao ra hầu ra cẩn thận thì ra là mấy đóa hoa huyết phách ngọ, chỉ là một con xúc sinh nhỏ nhoi, không có tư cách tận hưởng chúng, hổ lớn lập tức chỉ còn bộ xương nhưng trong tích tắc lại trở về hình dáng ban đầu, điều này khiến Chiêu Dương rất kinh ngạc. Đây chính là Thiên Kinh Luân Hồi, trời sắp tối rồi, lấy nó làm bữa tối vậy, đi thôi bên đó có sơn động, hôm nay chúng ta sẽ ở đó. Phía trong sơn động lúc này Hứa Mặc đã nướng chú hổ để làm bữa tối cho hai người, Chiêu Dương nhìn hổ quay liên tục nuốt nước miếng, ngươi thu hơi thở lại. Phía ngoài có người, đó là gì vậy? là đệ tử tông môn, lạ quá, nơi này đầy rẫy nguy hiểm, theo lý MAG nói sẽ có rất ít người lui tới. Nhất là buổi tối, tuy không biết mục đích của họ nhưng nếu đám người này có ý đồ làm đảo lộn kế hoạch của ta, vậy thì chỉ có thể tiêu diệt bọn chúng thôi. Phía bên nhược tuyết, lạ thật đây là lần thứ ba trong hôm nay rồi, tại sao nơi này lại xuất hiện nhiều tu sĩ tông môn như vậy? Nhìn kia nơi này có dấu vết đánh nhau, lại như vậy nữa, bích linh thảo, mặc kính, hoa huyết phách ngọ, tại sao những linh vật này đều không cánh mà bay? là đám người tông môn hay là hứa mặc, như vậy không được, chỉ có thể đi tìm cái lò luyện đan đó rồi bắt đầu ra tay từ đan dược thôi, nhược tuyết cô nương. Cô đi đâu vậy, đi tìm một bảo vật, nếu ngươi sợ thì ở lại đây đi, buổi tối rất nguy hiểm, nhược tuyết cô nương. Trở về bên trong sơn động, Chiêu Dương lúc này đã tỉnh dậy, tối qua tu luyện đau khổ quá, lại bị ngất nữa sao, chỉ vài ngày ngắn ngủi mà ngươi đã đạt đến luyện khí tầng 6 rồi. Còn là trong thể chất khiếm khuyết và phải chịu đau đớn, cứ tiếp tục như vậy thì ngươi sẽ không chịu nổi đâu, công tử, chiêu dương muốn ra sức vì ngài đi thôi mau chóng xuất phát nói rồi hứa mặc đưa cho chiêu dương một lọ thuốc nhỏ rồi bảo lần sau khi tù luyện ngươi hãy uống bình khí đan này nó sẽ giúp ngươi giảm đau đớn thấy vậy chiêu dương rất vui ngươi lại ngây ra đó làm gì còn không mau đi theo ta công tử lò luyện đan mà chúng ta cần tìm rất quan trọng sao không có lò luyện đan nào có thể sánh bằng chất lượng của lò luyện đan này có lẽ nó ở ngay phía trước thôi cẩn thận một chút bên cạnh lò luyện đan có rắn ngọc giác linh canh giữ đừng để nó cắn Lúc này họ lại phát hiện ra phía trước có người, không ngờ lại là hắn, Lâm Nghiệp. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đậu xanh, sao vẫn chưa chịu ra đây? Hết cách rồi chỉ có thể liều mạng với nó thôi. Dứt lời Lâm Nghiệp liền cầm đao nhảy lên trước miệng con rồng. Tên đần này, thành công rồi, lần này chắc chắn sẽ được. Sao có thể? Đây là, rồng lớn nhanh chóng hất bay Lâm Nghiệp ra xa. Đúng lúc này thì Hứa Mặc xuất hiện ngăn cản rồng tấn công Lâm Nghiệp, gặp nhau là do duyên phận, nếu đã có duyên thì giao nội đan cho ta đi. Rồng lớn lúc này há miệng nhả ra một viên ngọc sáng, sừng ngọc của nó có thể giải phóng linh lực. Đây là đòn tấn công đã dồn hết sức của ngươi sao? Si, cái gì? Lúc này hứa mặc cho gọi chiêu dương, có ta thưa công tử, chiêu dương liền sử dụng võ công của mình để đối phó với rồng lớn, nhưng kết quả vẫn không thể làm gì hơn. Tiêu rồi, chiêu dương cũng gặp nguy hiểm, đứng trước miệng lớn của rồng. Ngay lúc này hứa mặc liền dùng bàn tay nắm lại hô một tiếng nổ, sau đó rồng lớn đã bị phanh thay, nội đan được hứa mặc chiếm giữ. Ngươi bị thương rồi à? là do ta vô dụng thưa công tử không ngờ có ngươi nên ta mới lấy được nội đan hoàn hảo thế này khi nãy nếu ta là người ra tay trước thì linh xà chắc chắn sẽ sợ hãi nó sẽ theo linh tính của mình mà tẩm độc rắn vào nội đan sự ngăn cản của ngươi đã cho nó có hy vọng nên mới có thể giữ cho nội đan được hoàn hảo như bây giờ thì ra là như vậy lần này ngươi làm rất tốt vừa nói hứa mặc vừa bôi thuốc trị thương cho chiêu dương đi thôi ta cũng có lúc được người khác công nhận sao hi hi khi này lâm nghiệp lại thêm một lần cay cú không ngờ lại là tên đó sao hắn lại xuất hiện ở đây, lẽ nào hắn đã biết bí mật của ta? Không được, tuyệt đối không thể để hắn bắt được, ngươi muốn đi đâu, ta, à, ta đâu có đi đâu đâu, đồng bọn của ngươi đâu. Hắn, hắn bỏ rơi ta chạy trốn trước rồi, ta hỏi ngươi câu cuối, ngươi có từng nhìn thấy tu sĩ tông môn không, có có gặp. Bọn họ chạy về hướng này, tiêu rồi, lẽ nào hắn định đi vào hang động đó, vậy chẳng phải nhược tuyết cô nương sẽ gặp nguy hiểm, đi vào trong hang động hứa mà cảm nhận được nơi này rất lạ. Tại sao lại có mùi tanh của máu, mùi tanh của máu tỏa ra từ nơi này sao lại khác với ký ức khi xưa tại sao đệ tử của phái lôi lam lại xuất hiện ở dãy núi ngọc long này tu vi của họ thuộc tầng một hai cảnh giới linh đài chắc chắn không thể đánh bại linh xà theo lý mà nói họ sẽ không mạo hiểm như vậy đây là quả nhiên vẫn ở nơi này nhưng mà âm thanh khi nãy nơi này còn có ai khác là ở bên đó sao khi này phía trên sóng xuống mau thả ta ra chiêu dương sau khi hứa mặc rời đi nhược tuyết mới cảm thấy an toàn quả nhiên là chiêu dương ma nữ chiêu dương vậy mà có thể khiến cho hứa mặc bán mạng vì à đi khắp nơi tìm kiếm cơ duyên vốn dĩ thuộc về ta nó vốn dĩ đều là những thứ thuộc về ta đúng rồi lò ô kim bản long không có sao lại không có ở đây lẽ nào là hứa mặc đáng ghét hắn có thể quay lại đây bất cứ lúc nào đống rác này cũng chẳng có ích gì ta phải rời khỏi đây ngay lập tức chiêu dương lúc này vẫn đang cầu cứu các ngươi mau thả ta ra ngươi là ai tại sao lại xuất hiện ở đây ta không quen biết người mà các ngươi nói lão đại trong hang động bên kia vẫn còn tồn động mùi hương của họ, xem ra họ đã gặp nạn rồi, ta nhớ nơi này hình như là địa bàn của Linh Xà Ngọc Giác. Ngươi chỉ là một luyện khí, tại sao lại xuất hiện ở đây, nói mau Linh Xà Ngọc Giác đâu, lúc nãy không nhận ra, nhìn ngươi cũng đẹp đó chứ. Thả ta ra, không khai chuyện xảy ra ở đây thì đừng trách ta, chưa kịp dứt lời thì bàn tay hắn liền bị cắt đôi, ai đó, cút ra đây. Người xuất hiện chính là hứa mặc, xin lỗi công tử ta đã để họ bắt được, khốn khiếp, xông lên, giết chết tên khốn này cho ta hắn chỉ là một linh đài thôi cả bọn khi này đều xông lên hứa mặc đưa ra vài lá bùa rồi giao cho chiêu dương xử lý là bùa khóa linh đáng ghét linh lực bị phong ấn rồi giữ lại một tên rõ thưa công tử đừng đừng giết ta chiêu dương rất nhanh đã tiêu diệt hết bọn chúng công tử ta đã xử lý hết những kẻ còn lại rồi chỉ còn lại tên này đây là túi chữ vật của họ ngươi giữ lấy đi lúc này hứa mặc khống chế tên còn sót lại và ra nói với hắn bây giờ ta hỏi ngươi trả lời Họ tên ngươi là ai? Tại sao lại muốn giết đồng môn của ta? Thấy hắn không định trả lời, Chiêu Dương liền Dương kiếm lên khiến hắn lập tức mở miệng. Ta tên Dư Trạch là đệ tử thân truyền của Lôi Lam Tông. Lôi Lam Tông tại sao lại xuất hiện ở dãy núi Ngọc Long? Bọn ta, bọn ta đến đây để tìm bí cảnh Vân Linh trong truyền thuyết. Các ngươi từ đâu mà biết tin của bí cảnh Vân Linh? Là tin tức được đưa ra bởi một vị trưởng lão ở Thanh Đằng Tông. Họ biết tin này bằng cách nào? Ta ta chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Tiền bối xin ngài hãy tha cho ta một con đường sống rất tiếc dư trạch hôm nay ngươi buộc phải chết ở nơi này sau khi giết chết bọn người của lôi lam tông hai người liền rời đi đã đi rồi sao sắp chịu hết nổi rồi kéo ta lên a à, đau quá bí cảnh vân linh đó là nơi nào đáng ghét mau đứng lên tránh xa họ ra chúng ta cũng đi về phía đông xem sao bí cảnh vân linh đó rốt cuộc là nơi như thế nào tôi đến hứa mặc lôi lò ô kim bàn long gia luyện tiếp đến chỉ cần đợi nó ngưng đan thôi chiêu dương khi này trở về cũng đem theo một con thỏ về làm bữa tối công tử chắc chúng ta gần tới bí cảnh rồi đó bên ngoài càng ngày càng xuất hiện nhiều tu sĩ hơn công tử hình như ngài đang rất bối rối ta có vài chuyện tạm thời vẫn chưa nghĩ thông ta có thu thập được vài tin tức ở bên ngoài nghe họ nói hiện tại đệ tử ba tông đều đang đi về phía bí cảnh hơn nữa tông chủ ba tông cũng đích thân đến dãy núi ngọc long này tông chủ ba tông sao phải nghe nói trưởng lão thanh đằng tông từng ra ngoài tìm một miếng ngọc bội sau khi ông ta về tông môn các tông liền bắt đầu hành động phố nghèo ngọc bội trưởng lão thanh đằng tông bí cảnh vân linh công tử thịt đã nướng xong rồi đợi ta một lát vì ta xuất hiện ở phố nghèo đoạt mất cơ duyên vốn thuộc về lâm nghiệp gây ra phản ứng dây chuyền dẫn đến trưởng lão thanh đằng tông phát hiện ra bí cảnh vân linh nếu như vậy thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi sau khi ăn uống xong thì đan cũng đã được luyện thành công huyết phách nguyên dương đan không hổ danh là lò ô kim bản long hứa mặc lấy đan dược bỏ vào bình rồi đưa cho chiêu dương một viên cái này xem như thưởng cho ngươi công tử cái này tu vi của ngươi tăng lên thì mới giúp ích được cho ta chứ. Vẫn còn 8 ngày nữa, tận dụng cho tốt đi, 8 ngày sau lối vào bí cảnh sẽ xuất hiện, đến lúc đó có thể dùng chìa khóa để đi vào. Ta sẽ tu luyện thật tốt thưa công tử, ta bắt đầu đây, đang định luyện tập thì bụng lại đói nên chiêu dương lại tiếp tục ăn để lấp đầy cái bụng trước. Cảnh chuyển đến phía đông dãy núi Ngọc Long, lúc này mọi người đều tụ tập tại đây, tông chủ ba tông cũng có mặt, đây chính là bí cảnh Vân Linh à. Đăng trưởng lão, lần này ngài lập đại công rồi, nào có nào có, chỉ là trùng hợp gặp được cơ duyên thôi, nay lối đi vào bí cảnh này đã bị ba tông ta chiếm giữ hoàn toàn. Dù hứa hầu ra đó có ngọc bội trong tay cũng không thể nào vượt qua chúng ta bước vào bí cảnh nửa bước, với thực lực của ba tông ta chuyện này chắc chắn sẽ không có sai sót. Đến lúc đó cơ duyên trong bí cảnh này đều bị ba tông ta chiếm sạch, trở về phía hứa mặc. Chiêu Dương khi này tỉnh ngủ liền hỏi lần tu luyện này đã qua bao lâu rồi, đã qua 8 ngày rồi sao? Đi tìm thức ăn trước đã, vừa đi ra thì Chiêu Dương gặp phải thú rừng truy đuổi, nhưng chiêu dương cũng không sợ mà còn nghĩ con báo này lớn quá chắc là đủ lấp đầy cái bụng rồi cũng không biết mùi vị thế nào trong chớp mắt chiêu dương đã giải quyết xong chú báo sau đó đem về nướng lên ăn công tử vẫn còn đang tu luyện à còn không tỉnh lại sẽ bỏ lỡ thời gian bí cảnh mở cửa ra mất công tử tuấn tú ghê đột nhiên có một con bướm đậu vào mũi hứa mặc chiêu dương liền khua tay đuổi nó ra đúng lúc này thì hứa mặc mở mắt khiến cô giật mình a à, công tử công tử không phải như những gì ngài nhìn thấy đâu Tại lối vào bí cảnh nhược tuyết và lâm nghiệp cũng trà trộn vào đó, không thể ngờ được chúng ta lại có thể vào bằng cách này. Ngươi cẩn thận một chút cho ta. A mau nhìn kìa, đó là kịch hay sắp bắt đầu rồi. Cuối cùng cũng định hình xong, tông chủ ba tông liền hợp lực phá cửa bí cảnh. Công tử đó là, xem ra bọn họ đã hành động rồi, nhưng mà họ không có chìa khóa. Chúng ta vẫn còn thời gian. Nắm chặt lấy ta, nắm chặt vào để rơi xuống thì ta sẽ không cứu ngươi đâu. Ta tăng tốc đây. Ba tông chủ khi này đã phá cửa vào bên trong công tử mau nhìn kìa, chật. Vẫn đến trễ một bước sau, bây giờ chúng ta phải làm gì? Đợi thôi, đợi bọn họ bước vào trước rồi chúng ta vào sau, đã chuẩn bị từ lâu rồi. Nguyên tông chủ mau lên, bùa định không, linh bùa này rất quý giá, xem ra để vào bí cảnh họ đã bỏ ra không ít, công tử nếu để họ vào trước thì. Yên tâm đi, trong khoảng thời gian ngắn họ không lấy được bảo vật có giá trị nhất trong bí cảnh đâu, đệ tử phần linh tông còn không mau đi vào, muốn đợi đến lúc nào nữa. Đệ tử thanh đằng tông, đệ tử lôi lam tông cũng lần lượt đi vào bí cảnh nhiều tuyết và lâm nghiệp cũng lập tức chạy theo họ hứa mặc quan sát từ trên cao cũng phát hiện ra thứ gì đó lúc nãy là ảo giác sao chúng ta cũng vào thôi để đoạt cơ duyên trong bí cảnh này phải tự dựa vào bản lĩnh của mình rồi ừ cứ chờ xem sau khi bọn họ vào trong hứa mặc và chiêu dương mới xuất hiện công tử chúng ta phải vào bằng cách nào hứa mặc liền lấy chìa khóa ra mở cửa bí cảnh nắm chặt lấy ta qua nơi này đẹp quá nhanh lên chúng ta phải tìm được cửa trước bọn họ cửa ư Bí cảnh này có tổng cộng 9 tầng, cửa chính là lối vào thông với tầng kế tiếp, mà ta vừa hay biết được vị trí cánh cửa của mỗi tầng, leo lên lưng ta, đệ tử của các tông môn lúc này cũng được lệnh tản ra để tìm cánh cửa. Người nào phát hiện sớm nhất sẽ có trọng thưởng, công tử đó là, ừm, um họ bắt đầu hành động rồi, cửa không dễ tìm vậy đâu, nắm chặt ta vào. Đi lấy món đồ trước đã, ở bên này, đây là, cửa trong bí cảnh này đều khuất trong mấy nơi như thế này, ngây ra đó làm gì? Mau qua đây, đặt cửa ở nơi quỷ quái này. Người tạo ra bí cảnh vân linh thật xảo quyệt, bớt nói nhảm đi vừa nói hứa mặc vừa chỉ vào chán chiêu dương với vẻ tức tối. Mau đi vào đây. Rõ thưa công tử, công tử chúng ta phải tìm cửa ở nơi này bằng cách nào đây? Vừa bước vào thì gặp ngay một con rết to, giao cho người đó chiêu dương. Thứ rác rưởi như người đừng hòng tiếp cận công tử. Hình như là ở bên này, có chắc không? Khả năng cảm nhận của ta đã bị đau, chính xác chút cho ta. Tiên thảo hoa chỉ chắc là ở gần đây. Nhiều tuyết cô nương sao cô biết vậy? Vì hứa đáng ghét lại là hứa mặc lúc này chắc hắn đang ở bên cạnh ma nữ chiêu dương nhiều tuyết cô nương bớt nói nhảm đi theo ta tiên thảo hoa chỉ vậy mà bị cướp đi rồi người lấy được nó chính là hứa mặc sau khi lấy được hứa mặc liền đưa nó cho chiêu dương và nói cô bé hãy ăn thứ này đây không phải là tiên thảo hoa chỉ mà công tử lấy được ở tầng một sao tiện đường nên lấy hết mấy bảo vật kia luôn ăn đi cái này sẽ giúp ích cho người nghe theo lời chiêu dương liền nuốt chừng nó đáng ghét lại bị kẻ khác hái mất lẽ nào hứa mặc cũng vào đây rõ ràng bọn ta là người đầu tiên vào đây mà. Nhiều tuyết cô nương, nhiều tuyết, cái gì, muốn chết hả? Cô nương tha mạng, tha mạng. Mau đi tìm cửa cho ta, nhất định phải vào tầng kế tiếp trước. Được được, nhưng mà để ta đứng lên trước đi nha. Phía bên này chiêu dương lại tiếp tục đối phó với bọ cạp tinh, tấn công quá chậm, không nên chỉ chú ý trước mặt, bên trái chỉ có thể dùng chiêu này thôi. Vân linh toái hồn, rất nhanh bọ cạp tinh đã được chiêu dương hạ. Lựa chọn này của ngươi thật điên rồ, vẫn còn chưa chết. Chiêu Dương lại một lần nữa xông lên giải quyết bọ cạp tình Rất may là lần này đã giết được nó, ngươi đã làm tốt lắm rồi, sau khi tiêu diệt bọ cạp cả hai lại tiếp tục đi tìm các cửa khác, nếu ta nhớ không nhầm thì là ở đây. Đi thôi đi đến tầng 3, bước vào tầng 3 Chiêu Dương ngỡ ngàng với vẻ đẹp nơi đây, nín thở, hương hoa ở đây có độc, có độc sao công tử. Đối với luyện độc sư mà nói loài hoa huyễn hương này có giá trị liên thành, thì ra là vậy, lúc này thì bụng Chiêu Dương lại kêu ọc ọc, ngươi đói rồi à, Vậy chúng ta đến tầng 4 nghỉ ngơi rồi ăn lót dạ, phía bên ba vị tông chủ lúc này đang nổi cáo, lũ ăn hại, đã hai canh giờ rồi mà vẫn chưa tìm được cửa. Bí cảnh này rộng lớn vô biên, tìm một cánh cửa như mò kim dưới đáy biển, nếu không được thì chỉ có thể dùng cách đó thôi, ý ngài là thuật suy đoán thiên cơ, phép thần thông này tiêu hao cực lớn, làm giảm tuổi thọ, lôi tông chủ nên suy nghĩ lại, không cần phải nói nhiều, đừng quên mục đích của chúng ta là gì. So với cơ duyên trong bí cảnh thì mấy năm tuổi thọ có đáng là gì, chuyện này, quay qua phía nhược tuyết lúc này cô cũng đang gặp phải thú giữ chiến đấu với một con sư tử tiêu rồi nguy hiểm nói rồi lâm nghiệp ra tay cứu cô nhưng cũng vì hành động này mà đã khiến lâm nghiệp bị trọng thương trong lúc sư tử lao tới rất may nhược tuyết đã dùng kiếm đâm chết nó chết chắc rồi ngươi còn muốn nằm đến khi nào nữa À nhược tuyết cô nương ta chỉ là muốn cứu cô thôi nói xong liền bị nhược tuyết đấm vào của quý khiến hắn đau điếng có tìm thấy cánh cửa chưa cánh cửa ở bên đó chỗ này mà có cửa á vậy mà là cánh cửa thật này trở về phía chiêu dương lúc này đã nướng xong đồ ăn cô liền ăn một cách thèm thuồng công tử ngài có muốn ăn không miếng ngọc thạch này chắc chắn sẽ có ích khi đến nơi đó công tử ta nhớ miếng ngọc thạch này là đồ ngài lấy ở tầng thứ hai đó đây là loại ngọc hóa linh cực kỳ quý hiếm là nguyên liệu luyện khí tốt nhất thậm chí có thể hóa linh khí thành linh bảo lợi hại thế sao vậy công tử bảo ngọc này ngài đã nghĩ xong nên dùng làm gì chưa sang suốt lên một chút lâm nghiệp và nhược tuyết bước vào tầng thứ hai lại bắt gặp rất nhiều yêu thú này ngươi làm gì thế bên đó có quang linh cực đại là cửa sao chắc là không phải là bảo vật hoặc là cơ duyên việc không được chậm trễ theo sau ta chiêu dương và hứa mặc lúc này lại bắt đầu luyện khí trong lúc luyện khí chiêu dương tự phun ra máu nhưng vẫn cố gắng tiếp tục lần này nhất định không thể ngáng chân công tử nữa thế mà đã có thể tiến vào trạng thái giác ngộ rồi tâm tính và thiên phú như thế rất đáng để bồi dưỡng thêm hai tiếng rồi vẫn chưa nhận được tin tức ở cổng đúng là vô dụng xem ra chỉ có thể sử dụng bí pháp thôi theo tính toán của ta mỗi người ít nhất sẽ tốn thêm 10 năm tuổi thọ, 10 năm sao, nhiều vậy, đó chính là bí cảnh tiên nhân, cái giá phải trả đương nhiên càng lớn. Được thôi việc không thể chậm trễ, mau bắt đầu đi, được được, lúc này cả ba mới có thể tìm được cánh cửa đầu tiên lại ở một nơi bí mật như thế, thông báo cho các đệ tử. Chuẩn bị tiến vào tầng thứ hai, công tử đang hộ pháp cho ta, ngươi tỉnh rồi à, chuyện đó không thể chậm trễ, chúng ta phải mau chóng tới tầng thứ năm sau khi bước vào tầng thứ hai nhược tuyết thắc mắc ở đây sao lại có mạc giã long tích tồn tại cô nhớ lại trước kia hứa mặc từng nói đó là một quái thú đặc biệt hiếm có a à, lại là hứa mặc sao thế nhược tuyết cô nương hang động đằng sau nó có bảo bối hóa linh trong truyền thuyết sao cô biết được vấn đề hiện tại là làm sao có thể vào trong hang động đó mau nhìn bên kia ba vị tông chủ khi này cũng vừa vào tới tầng thứ hai cảm giác của lão phu quả nhiên không sai trong động này chắc chắn có bảo thạch linh khoáng con rồng lúc này phát hiện có người liền đứng dậy gào thét, các chư vị, cơ duyên bảo vật đang ở ngay trước mắt rồi, giết, đáng ghét không thể để chúng có được trước. Ngươi đợi chút đã, cái đồ lưu manh nhà ngươi, chẳng phải là vì ta sợ chúng cướp được trước sao, đừng coi thường con rồng này, tập này đến đây thôi nhé mọi người.